rồi có con có cái nữa. Khi mà sinh một đứa nhỏ ra nó tốn rất là nhiều chi phí. Đúng. Do đó mình phải nghĩ đến những cái chuyện tiết kiệm và nhìn thân ái với mọi người. Em thì bây giờ thì em sau những cái mối quan hệ thì em suy nghĩ là chủ yếu là phải hiểu và đồng cảm với nhau. Đối với em thì có những lúc em đi làm về trễ tùy theo dự án. Nếu mà lúc gấp gáp thì có phải có thể là đến 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng gì nữa. Thì cũng mong là cái người bạn gái hiểu. Chứ còn qua cái chuyện lăng nhăng thì em cũng kỹ lắm. Tại vì mấy thằng ế thì nó cũng ghét mấy thằng mà nó lăng nhăng lắm chị. Mình không có mối nào mà nó nhiều mối quá. Rồi, cũng hiểu. Có nghĩa là em cần một cái người phụ nữ mà chu toàn, biết chăm sóc cho cái gia đình, lập một cái quỹ đúng không? Dạ. Cái mình chi tiêu nó hợp lý. Dạ. Lúc nào mà để cho cái cuộc sống nó hiện tại nó vẫn tốt nhưng nó cũng có những cái quỹ dự phòng. Dạ. Để rủi ốm đau bệnh tật gia đình đôi bên con cái thì mình còn có mình để trở tay cho kịp. Nhưng mà về ngoại hình thì em mong muốn một người bạn gái như thế nào? Có cái tiêu chuẩn gì không? Cái duyên tới thì nó tới chị. Quen lâu thì lại có tình nghĩa. Ừ. Chứ đâu phải là cứ đẹp là tới được. Đúng rồi, lia thiêu quen chậu vợ chồng quen. Dạ. Hơi. Rồi, thế còn em? Em mong muốn người bạn trai là cao 1m65 trở lên. Ừ. Quê thì từ Đà Nẵng trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Có nụ cười đẹp, mặt thì phúc hậu. Phúc hậu, quá phúc hậu. Dạ. Sao nữa? Hài hước một xíu chị. À. Với lại thoáng hơi thoáng một xíu. Thoáng là sao chị chưa hiểu từ này thoáng? Có nghĩa là đừng có tính toán chi ly quá đó chị. Ừ. Em nghĩ như thế nào gọi là cái người mà đàn ông mà chi ly tính toán quá, là ý là cụ thể nó như thế nào là em không thích? Giống như là quán xuyến chuyện đi chợ rồi mua bao nhiêu rồi phải khai báo rồi là khai báo á chị. Chị nghĩ thì không có cái điều đó đâu. Có nghĩa là người đàn ông người ta sẽ giao hết những cái quyền chi tiêu trong gia đình cho người vợ, nhưng người ta mong muốn cái người vợ là cái người biết chi tiêu một cách hợp lý là nó khác nha. Còn cái người đàn ông mà gọi là cái đó chỉ đối với chị gọi là quá ti tiện và chi tiết. Ví dụ sáng nay đưa phát 100.000 đi chợ rồi về tôm thịt cá cua rồi còn nhiêu 20-30 để đâu, cái đó là không có được đúng không? Ví dụ những cái chuyện lớn trong gia đình như là xe cộ, nhà cửa, mua cái tivi, mua cái tủ lạnh, hoặc là học cho con, định hướng cho con. Thì những cái đó phải là cái sự thống nhất của đôi bên. Nhưng còn những cái lặt vặt trong nhà, tô chén na sau thao nồi ăn uống thì không cần thiết người đàn ông phải xen vào. Rồi đâu bây giờ cho chị coi hình ảnh hai bên đây nè. Lựa đi em. Một chàng trai sinh năm 87 đang làm kỹ sư xây dựng. Còn bên đây một cô gái sinh năm 86. Anh này. Tại sao em chọn anh đó? Cái cảm giác của em. Cảm giác. Em nghĩ là người này. Cảm giác có thể đúng mà cũng có thể sai. Em chọn ai? Cô này không? Rồi cứ cầm nó đi, giờ tôi cũng không thấy đường luôn. Mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta dành cho nhau có đúng hay không các bạn nha. Sao? Em bị sai. Em trật lớp rồi, thế còn em? Em cũng trật luôn. Trật luôn rồi, hai người đều trật hết. Như vậy là cảm nhận chưa chính xác. Nhưng mà thật ra khó lắm. Cái hình khó nhìn muốn chết luôn hà. Nhưng mà khi gặp nhau, cái cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Nó hơi khó diễn tả. Khó diễn tả. Thì tặng hoa trước đi rồi diễn tả sao? Dạ. Yeah. Nó chưa quen hơi, chưa quen hơi. Dạ, chưa quen hơi. Rồi, mời chưa. Em bắt đầu gặp mặt, anh cũng có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi, phần trao đổi quà. Về đi, về chỗ đi rồi chị hỏi. Ủa, cuốn sách gì vậy em, tựa gì vậy? Dạ, Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Ồ, tại sao lại tặng anh cuốn sách này? Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào hai bạn. Chào chị Cát Cường và chào bạn. Em tên là Trần Viết Cường, là hiện đang làm kỹ sư xây dựng và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ sư xây dựng là mình ngồi làm việc văn phòng. Dạ. Hay là mình đi ra hiện trường? Thường một năm em sẽ 90% thời gian là em làm ở văn phòng và khoảng 10% thời gian mình ra công trường để mình kiểm tra các nhà thầu hoặc là đối tác. Công việc này mình làm lâu chưa? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Rồi mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường và chào bạn bên đó. Em tên là Ngô Thị Nguyệt, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ngoài ra thì em có kinh doanh thêm các mặt hàng về mỹ phẩm á chị. Kinh doanh ở đâu em? Kinh doanh online. À, kinh doanh online thêm mỹ phẩm. Dạo này nghề này lên hương lắm, làm nghề này dư tiền nhiều lắm. Có bao giờ ra Quảng Ngãi chơi chưa? Chưa có cơ hội, nhưng mà em cũng nghe Quảng Ngãi có những thứ rất là nổi tiếng như là
tội cô đơn. Ồ, phải không em? Đúng không em? Dạ. Tội lý sơ quản ngại đúng không em? Trước em làm cái công việc kỹ sư xây dựng này mới 5 năm vậy, trước đây em làm gì? Lúc đó thì em vừa tốt nghiệp đại học bên ngành địa chất. Nhưng mà lúc đó nó bị cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 á, nên rất là khó khăn kiếm việc làm. Thì sau đó em quay lại trường, em tiếp tục học thêm xây dựng. Học thêm xây dựng là học sao? Học cái... Dạ, tức là tại vì hồi đó trường Bách Khoa nó có chương trình nối tiếp, tức là mình học xong chương trình bên trong đại học rồi. Dạ, trong một chương trình khác nó có, thí dụ như mình đã học những môn đó rồi, thì cái chương trình đào tạo của cái xây dựng, nếu mà nó có những môn đã học rồi thì nó không phải học nữa, nó chỉ cần học những môn chuyên sâu thôi. Rồi học ở đâu? Vẫn học trong trường đó luôn? Dạ, vẫn học Bách Khoa. Mấy năm nữa? Dạ, khoảng 3-4 năm. Rồi là ra là đi làm luôn, 5 năm tới giờ luôn. Dạ. Ok. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em trong công việc là gì? Dạ, điểm mạnh thì nói chung là công việc thì em khá là siêng. Em có thể em làm đến khuya hoặc đến sáng cũng được. Đó cũng là cái công việc mà bình thường ở công ty. Nhưng mà em đã đặt mục tiêu ra rồi thì em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Có một cái em không biết là ưu điểm hay nhược điểm, đó là cũng khá là cầu toàn. Em thường em sẽ chọn những cái giải pháp mà nó an toàn nhất có thể. Rồi một cái nữa là em cũng thích tìm hiểu, cũng biết một khá nhiều thông tin trên thế giới, hoặc là những cái địa điểm mà du lịch, hoặc là những cái nơi đó nó có những cái truyền thống văn hóa như thế nào. Đọc trên sách báo hay là mình nghiên cứu, hay là mình đã được đi được tới những nơi nào rồi? Em đọc trên sách báo, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ồ, ghê vậy, giỏi tiếng Anh. Dạ, tại công ty của em là công ty của nước ngoài nên nên cái đó thì công giống ty như nước nào? Công ty mẹ thì ở Anh, nhưng mà chi nhánh thì tụi em trực thuộc Hồng Kông. Mình được đi tới đó được lần nào chưa? Dạ, năm ngoái em đã ở đó 4 tháng làm việc. Ở đâu? Ở bên Hồng Kông. Vậy là coi như là mình cũng có thăng tiến trong công việc, và công việc cũng có cái môi trường để mình đi, đi đây đi đó đúng không? Ở Việt Nam đi nhiều chưa? Dạ, Việt Nam thì em đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang. Ở những trong khu miền Nam này thì em đi khá khá. Nhưng mà em chưa đến Kiên Giang. Sắp tới thẳng tới Quảng Ngãi cho chị. Dạ. Nha. Rồi, còn em, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Và em thích nấu ăn, với đọc sách và thích chơi thể thao. Còn điểm yếu là... Chơi thể thao là chơi gì? Em tập gym. Cái tướng có tập gym nữa hả? Tập gym được bao lâu rồi? Dạ, cũng mới tập thôi chị. Ra câu lạc bộ tập hay là tự tập ở nhà? Dạ, ra câu lạc bộ. Wow, có tinh thần thể thao, giữ gìn sức khỏe. Em có được đi đây đi đó nhiều nơi như anh này không? Dạ, em thì đi du lịch chỉ với là mỗi khi cơ quan một năm mới cho đi một lần á chị. Rồi đi chơi với nhóm. Nhưng mà em không có đi nhiều, đi những cái địa điểm mà trong nước thôi. Với lại Tết thì em về quê. Có cơ hội em có sẵn sàng cùng bạn trai đi khắp nơi không? Dạ, nếu có cơ hội thì em thích. Điểm yếu của em là gì? Nóng tính với lại thẳng tính, hơi mất lòng những người xung quanh. Nhưng mà em biết lắng nghe và sửa chữa. Cả ai cũng có khuyết điểm hết. Nếu mình biết được cái khuyết điểm của mình và mình điều chỉnh lại thì nó cũng không đến nỗi nào. Thế còn đi làm nhiều như vậy rồi mình có thời gian để yêu đương hay không? Tình trường mình như thế nào? Thì lúc cách đây 2 năm thì em cũng bắt đầu quen một bạn. Rồi cũng qua sau 2 năm thì mới năm ngoái thì sau chuyến mà đi công tác ở bên kia về thì tụi em chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Dạ, do cái vấn đề về khác biệt cách nhìn nhận cái cuộc sống với lại cái chi tiêu đồ này nọ. Nó càng lúc nó càng tách biệt ra nữa. Cụ thể một vài cái sự việc mà dẫn đến gãy đổ chia tay. Quan điểm về mẹ chồng nàng dâu. Rồi sao? Dạ. Bạn đó quan điểm sao? Em bạn, quan điểm sao? Bạn đó thì cứ coi những cái phim như là Sống Chung Mẹ Chồng hay này nọ để chị, rồi cứ bị ám ảnh rồi nói anh phải về anh mua nhà để hai đứa mình sống riêng rồi này nọ. Thì mình chưa đủ tài chính để mình làm cái đó. Thì em nói là mình có thể mình về mình sống chung với lại ba mẹ anh một thời gian. Rồi sau đó mình sẽ cố gắng mình dành dụm, rồi mình cố gắng mình mua một căn nhà để mình sống được. Không phải là mình muốn mua là mua. Thì bạn đó cứ một là mua nhà, hai là cứ coi nói em về ba cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu nói em không sống được hay gì đó. Thì nó dần dần nó rạn. Thật ra cái này thì chị không biết cái sự việc em kể như thế nào, nhưng mà sẵn tại vì bạn trai kể thì Tường cũng có một vài cái ý kiến về cái việc này luôn. Thật ra phim ảnh mẹ chồng nàng dâu thì mình coi là mình coi phim ảnh giải trí thôi. Thật sự trong cuộc sống nó cũng có những cái tình huống như vậy. Nhưng mà thật ra cũng không phải là bà mẹ chồng nào cũng như vậy. Mà cũng nàng dâu cũng phải như thế nào nó mới ra được cái mẹ chồng chằn ăn chăn quấn nó cũng như nhau, nó gì nó cũng có đôi có cặp hết trơn á. Cho nên á, mình sống mình phải hướng đến những cái điều tốt đẹp.
chứ mình bị ám ảnh bởi những cái điều nó không tốt đẹp trước tiên, chưa có thấy biết có hay không mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình trên cái lúc hiện tại. Ai lấy chồng thì cũng muốn được có một cái mái ấm gia đình riêng, nam cũng vậy nữa chứ không phải là nữ riêng, tại ai cũng muốn có một cái không gian riêng. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp, từng hoàn cảnh gia đình, chứ nếu mình áp đặt, mình bắt cái người bạn trai tách ly với gia đình của người ấy, mà nếu cái người bạn trai nào theo như Tường nghĩ nha, mà chấp nhận làm theo những cái yêu cầu nó có hơi phần, nó không, nó hơi quá đáng của bạn nữ, thì cái người bạn trai đó với chị cũng không trân trọng. Bởi vì nếu gia đình họ, ba mẹ họ mà họ chưa có một cái gì đó nó toàn tâm toàn ý thì cũng chưa chắc sau này cái người bạn trai đó sẽ lo toàn tâm toàn ý lo cho cái gia đình riêng của mình. Cho nên đối với chị thì cái hiếu đạo và cái tình nghĩa nó cũng phải được song song để đưa lên bàn cân để mà cân nhắc. Nếu mình yêu, mình hiểu thì chúng ta nên cùng nhau ngồi lại để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất. Chứ chưa gì hết mà thôi em không ở với nhà anh, vô nhà anh chắc em ở không được, mẹ anh dạy ba anh kia, gia đình đó có ở cũng khó hạnh phúc lắm em. Dạ. Nha, đồng cảm với cái chia sẻ của em mà cũng đừng ai ném đá tôi nha, tại vì tôi vẫn nói thẳng luôn. Em quan điểm như thế nào về việc làm dâu? Em không ngại về cái việc làm dâu. Nếu như mà đủ yêu thương cái người đối phương của mình thì em nghĩ rằng làm dâu cũng tốt. Tại vì khi mà đi làm công việc thì khi sinh con nữa thì có ba mẹ thì sẽ phụ giúp cho mình cái việc đó. Đúng. Chị nghĩ nhiều khi thời gian đầu mới lấy nhau mà cuộc sống mình chưa ổn định, rồi con có là liền, đúng không em? Hai vợ chồng ai cũng đi làm mưu sinh, có ông bà rất là đỡ luôn. Không kể đó là bên nội hay bên ngoại. Thí dụ có hoàn cảnh mình ở được với ba mẹ của mình ở. Dạ. Có những trường hợp mình neo đơn, mình ở gia đình vợ vẫn được. Đừng có ngại chuyện làm dâu hay làm rể, bởi vì nước mà từ trên đổ xuống, ba mẹ nào cũng thương con cái hết trơn. Tùy theo cái hoàn cảnh mỗi nhà thì nó sẽ có một cái giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho gia đình của mình. Rồi, cảm ơn em. Vậy tình trường thì em như thế nào? Em thì em trải qua một mối tình. Em quen được bao lâu? Dạ, biết nhau thì khoảng 2-3 năm, nhưng quen thì cái người đó lăng nhăng nên là tụi em chia tay. Ảnh lăng nhăng là lăng nhăng như thế nào? Rồi em bắt gặp hay là em nghe người ta đồn? Hay là em tận mắt chứng kiến hay là như thế nào? Dạ, tại vì em với người đó là làm chung. Có nghĩa là những cái người mà người đó nhắn, có nghĩa là quen em rồi thì vẫn nhắn tin rồi qua lại với vòng nhiều vòng. Người khác em thì thấy nè, cơ quan của em là tinh thân hết á, nên là những cái người họ nói, biết họ nói với em, với lại cái cảm giác, với lại cái giác quan của người phụ nữ, với lại em cũng hỏi với người đó. Thì người đó cũng có nói, rồi sau đó là em cũng không có chủ động chia tay đâu, mà người đó là chủ động chia tay, bảo là không hợp. Người đó chủ động chia tay với em luôn. Rồi sau đó là có quay lại nhưng mà em không đồng ý. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hả em? Dạ, còn trước đây thì em có thích nhiều người. À, mình thích thôi. Dạ. Còn đó gọi là cái mối tình. Mình chia tay cách đây bao lâu rồi? Em chia tay cách đây 2 năm. Thôi thì câu chuyện nào cũng qua, em cũng chia tay lâu rồi phải không? Một năm. Một năm rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu cho một cái mối quan hệ mới. Thế thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Trước mắt là bạn gái, có cùng một cái quan điểm sống, tức là mình phải tiết kiệm. Tức là tiết kiệm không phải là cái dạng mà tay thì ngắn mà túi thì sâu, mà tiết kiệm là mình biết tính toán, chuẩn bị cho những cái tương lai của mình về sau. Tại vì sau này có nhiều thứ như là vợ chồng, ba mẹ, rồi sau này lỡ có bệnh tật, ốm đau bệnh tật, rồi có con có cái nữa. Khi mà sinh một đứa nhỏ ra nó tốn rất là nhiều chi phí. Đúng. Do đó mình phải nghĩ đến những cái chuyện tiết kiệm và nhìn thân ái với mọi người. Em thì bây giờ thì em sau những cái mối quan hệ thì em suy nghĩ là chủ yếu là phải hiểu và đồng cảm với nhau. Đối với em thì có những lúc em đi làm về trễ, tùy theo dự án. Nếu mà lúc gấp thì có thể là đến 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng gì đó. Thì cũng mong là cái người bạn gái hiểu. Chứ còn qua cái chuyện lăng nhăng thì em cũng kỹ lắm. Tại vì mấy thằng ế thì nó cũng ghét mấy thằng mà nó lăng nhăng lắm chị. Mình không có mối nào mà nó nhiều mối quá. Rồi, cũng hiểu, có nghĩa là em cần một cái người phụ nữ mà chu toàn, biết chăm sóc cho cái gia đình, lập một cái quỹ, đúng không? Dạ. Mình chi tiêu nó hợp lý. Dạ. Lúc nào mà để cho cái cuộc sống nó hiện tại nó vẫn tốt, nhưng nó cũng có những cái quỹ dự phòng. Dạ. Để rủi ốm đau bệnh tật gia đình đôi bên con cái thì mình còn có, mình để trở tay cho kịp. Nhưng mà về ngoại hình thì em mong muốn một người bạn gái như thế nào, là có cái tiêu chuẩn gì không? Cái duyên tới thì nó tới chị, quen lâu thì lại có tình nghĩa. Chứ đâu phải là cứ đẹp là tới được. Đúng rồi, lia thiêu quen chậu vợ chồng quen. Dạ. Hơi rồi. Thế còn em? Em mong muốn người trai là cao 1m65 trở lên. Quê thì từ Đà Nẵng trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Có nụ cười đẹp, mặt thì phúc hậu. Phúc hậu, quá phúc hậu. Dạ. Sao nữa? Hài hước một xíu chị. Với lại thoáng, hơi thoáng một xíu. Thoáng là sao chị chưa hiểu từ thoáng? Có nghĩa là đừng có tính toán chi ly quá đó chị.
Em nghĩ như thế nào gọi là cái người mà đàn ông mà chi ly tính toán quá, là ý là cụ thể nó như thế nào là em không thích? Giống như là quán xuyến chuyện đi chợ rồi mua bao nhiêu rồi phải khai báo rồi dạ, khai báo á chị. Chị nghĩ thì không có cái điều đó đâu. Có nghĩa là người đàn ông người ta sẽ giao hết những cái quyền chi tiêu trong gia đình cho người vợ, nhưng người ta mong muốn cái người vợ là cái người biết chi tiêu một cách hợp lý, là nó khác nha. Còn cái người đàn ông mà gọi là cái đó chỉ đối với chị gọi là quá ti tiện và chi tiết, ví dụ sáng nay đưa phát 100.000 đi chợ rồi về tôm thịt cá cua rồi còn nhiêu 20, 30 để đâu, cái đó là không có được, đúng không? Ví dụ những cái chuyện lớn trong gia đình như là xe cộ, nhà cửa, mua cái tivi, mua cái tủ lạnh, hoặc là học cho con, định hướng cho con, thì những cái đó phải là cái sự thống nhất của đôi bên. Nhưng còn những cái lặt vặt trong nhà, tô chén na sau thao nồi ăn uống thì không cần thiết người đàn ông phải xen vào. Rồi đâu bây giờ cho chị coi hình ảnh hai bên đây nè. Lựa đi em. Một chàng trai sinh năm 87 đang làm kỹ sư xây dựng. Còn bên đây một cô gái sinh năm 86. Anh này. Tại sao em chọn anh đó? Cái cảm giác của em. Cảm giác. Em nghĩ là người này. Cảm giác có thể đúng mà cũng có thể sai. Em chọn ai? Cô này không? Rồi cứ cầm nó đi, giờ tôi cũng không thấy đường luôn. Mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta dành cho nhau có đúng hay không các bạn nha. Sao? Em bị sai. Em trật lớp rồi, thế còn em? Em cũng trật luôn. Trật luôn rồi, hai người đều trật hết. Như vậy là cảm nhận chưa chính xác. Nhưng mà thật ra khó lắm. Cái hình khó nhìn muốn chết luôn hà. Nhưng mà khi gặp nhau, cái cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Nó hơi khó diễn tả. Khó diễn tả. Thì tặng hoa trước đi rồi diễn tả sao? Dạ. Nó chưa quen hơi, chưa quen hơi. Dạ, chưa quen hơi. Rồi, mời em. Bắt đầu gặp mặt, anh cũng có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh cảm ơn. Rồi, phần trao đổi quà. Về đi, về chỗ đi rồi chị hỏi. Ủa cuốn sách gì vậy em, tựa gì vậy? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Ồ, tại sao lại tặng anh cuốn sách này? Dạ, em muốn bạn đọc cuốn đó thì sẽ hiểu hơn về tâm lý của đối phương. Có bao giờ đọc sách không? Thường em đọc sách kỹ thuật. Một lần thử đọc sách để tìm hiểu tâm lý đàn ông, đàn bà thử coi nó như thế nào nha. Dạ. Tại sao em tặng món hoa này? Thường người ta tặng bạn gái tặng hoa hồng. Cảm nhận thấy đẹp. Cảm nhận thấy đẹp, có thể trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên, không có tội gì hết. Được rồi, thôi bây giờ là cũng chưa quen nên hai bạn còn ái ngại. Chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn có một cơ hội để tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Ôi thơm quá, đồ ăn rất ngon quý vị nha. Đây là món bò nướng đá của nhà hàng Vị Ngon. Hai bạn cứ vừa thưởng thức ha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Hiện tại mình đang làm việc ở phường mấy, ở quận nào em? Em làm ở quận nhất anh, đường Lý Tự Trọng. Đường Lý Tự Trọng. Em làm bên em làm ở trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông ở thành phố anh. Anh thường đi du lịch hả anh? Mỗi năm anh sẽ dành ra một số tiền giống như một cái quỹ để mà sắp xếp cho gia đình mình đi du lịch, và tương lai có thể là vợ con nữa. Nhà anh đông anh chị em không anh? Anh có hai anh chị em nữa, thì có một đứa em gái và một người anh trai. Còn em thì có hai chị em. Em thì có ba chị em trai với lại em gái rồi. Thì sau bữa hôm nay thì em muốn mình sẽ cái tức là nó mình sắp xếp cái thời gian gặp nhau như thế nào? Dạ, thì em làm thì thứ bảy chủ nhật đó là em được nghỉ. Dạ, tức là buổi tối thì em cũng rảnh. Anh quan điểm như thế nào về hôn nhân á? Trước tiên nó là kết hợp giữa hai người. Mỗi gia đình đều sẽ có thêm một người con. Tại hôn nhân á, nó không phải chỉ có tình cảm yêu đương, nó còn có tình nghĩa bên trong em. Những cái đó nó sẽ gắn bó hai người với nhau. Rồi con cái nữa. Có thể là lúc đầu quen nhau thì nó hai người dành thời gian cho nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu kết hôn rồi, áp lực công việc hơi lơ là chút dành cho cái người chung sống với mình. Rồi đến có con, người phụ nữ phải lo cho con, rồi người đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn để mà chăm sóc cho gia đình, thì nó còn ít thời gian cho nhau hơn nữa. Nhưng mà sau trong đó nó phải có một cái mối dây liên kết để mà giữ cho cái gia đình ổn định. Để có cái đó thì phải hiểu nhau. Sau này ví dụ như có con cái thì em tính những cái vấn đề mà phát triển cho con cái như thế nào? Cũng quan tâm đến cái việc giáo dục con cái. Thì em nghĩ là sinh con thì xong ra thì
nghĩa là điều kiện mình tới đâu thì mình lo cho con tới đó. Ngoài việc đi làm ra, anh ở nhà anh có phụ mẹ rồi công việc nhà có, rồi không? Có. Dạ. Thì anh sống chung với ba mẹ từ đó đến giờ. Dạ. Hiện giờ giá nhà đất thì nó cao quá nên dạ. Với lại cũng chưa có lập gia đình nên anh em cứ sống chung với ba mẹ vậy thôi. Em thì luôn hướng về gia đình của mình. Anh có thích chơi thể thao không anh? Anh cũng hơi làm biếng chơi thể thao. Anh chỉ có cái là mê game. Nhưng mà không phải anh chơi game online mà lậm như mấy người khác. Giống như là trước khi đi ngủ mình chơi game cho nó thư thái đầu óc rồi mình đi ngủ. Rồi, ăn chưa? Nãy giờ có ăn miếng nào chưa? Dạ ăn rồi chị. Ngon không? Dạ ngon. Trời ơi, đói bụng muốn chết luôn, cái giờ ăn trưa mà rất là đói bụng luôn. Mà ăn những món ăn ở đây rất là ngon thưa quý vị. Nhưng mà nãy giờ ăn cũng có trao đổi thông tin được nhiều rồi phải không? Dạ. Nãy giờ em kể mà chị chưa nghe em kể tật xấu của em luôn nè. Nãy giờ chị đi vòng vòng, chị điều tra lý lịch của em rồi đó. Em có tật xấu gì em khai thiệt đi. Dạ thì có cái là em cũng hút thuốc với lại... Đó, hút nhiều không? Dạ cũng không nhiều chị. Ngày hút nhiều? Dạ chắc dưới nửa gói thôi. Ngày hút dưới nửa gói. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì cũng có cái này cũng hơi ấy là ngủ ngáy. Cưa dữ lắm nha, cưa bom lắm đó, em chịu nổi không? Cho nên là nếu mà lấy nhau về là mình phải ngủ trước. Chứ mà mình ngủ sau là mình thức luôn đó. Dạ em thì em ngủ là em ngủ say lắm chị. Nên là có việc đó không quan tâm. Thì cho nên chị mới nói em ngủ trước, hiểu không? Còn người ta muốn cưa gì ta cưa sao kệ người ta. Chứ nhiều khi mình chưa ngủ mà người ta cưa rồi mình khó ngủ. Thế còn em có tật xấu gì không? Cũng ngủ thì em lăn tùm lum hết chị. Nói em ngủ em cũng ngáy chứ. Em không ngáy. Lăn tùm lum hết phải không? Hôm nay ở ngoài là có em gái của Nguyệt đi theo. Bây giờ mời em gái vô ha. Chào anh rể tương lai biết đâu được. Rồi có ý kiến một vài cái nhận xét cho chương trình mình ha. Mời em gái. Rồi mời em. Chào em. Em chào chị. Em tên gì? Em tên Phẩm ạ. Phẩm? Dạ. Là ở nhà có mấy chị em? Dạ ba. Ba em là thứ mấy? Em là Út ạ. Út, còn đây thứ mấy? Dạ chị em là đầu. Đầu rồi tính giữa? Là anh trai ạ. À thôi bữa nay đi theo không? Bây giờ mình tố cho hai xíu coi chị hai có tật xấu gì không? Xấu thì nhiều lắm chị. Ví dụ vài cái rồi nè. Nhạy cảm lắm, dễ khóc, không có mạnh mẽ lắm. Ừ. Ngủ thì một mình là nằm hết một ấy vậy đó. Rồi nấu ăn hơi bừa bộn một xíu. Nghe nấu xong rồi bài ra đó phải không? Dạ bài ra cho em dọn. Ừ, còn gì nữa không? Dạ nhiều quá, em nghĩ là chắc phải để anh khám phá thì nó mới thú vị. Đúng rồi, phải khám phá mới thú vị ha. Rồi bữa nay nè, nãy giờ nghe câu chuyện, trước tiên là nhận xét anh trai bên này thấy như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, điềm đạm mà có, nói chung là nó trưởng thành á. Trưởng thành? Dạ. Anh trai nhỏ hơn chị em tuổi nha, em thấy sao, có vấn đề gì không? Dạ không, nhìn anh em thấy nó có gì đó nó cũng an toàn á. An toàn không? 100% chắc không? 100% 100% luôn. Tận tình quá, chắc cứu không? Dạ chắc. Có được trả giá không? Rồi ở nhà ba mẹ em như thế nào? Dạ ba mẹ em cũng nôn. Hôm nay chị đi tham gia lại nhà biết không? Dạ không ạ, chỉ có mình em. Tại chị để cho ba mẹ em sự bất ngờ. À nhưng mà thường em thấy ba mẹ ở nhà có định hướng là để cho mình kiếm chồng là như thế nào vậy không? Có khi nào nói với con cái mấy chuyện đó không? Dạ có, nhưng mà cũng không có ép lắm. Cũng hối nhưng mà cũng để cho chị thoải mái. Rồi bây giờ mình công tâm mà nói nè, công bằng mà nói nè, cho một cái nhận xét về cặp đôi của ngày hôm nay. Dạ em thấy được, em thấy anh cũng có một cái gì đó hợp với chị. Rồi bây giờ xoay qua chị nói một câu khích lệ với chị đi, trước khi mà chị đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không đó. Em không biết là sau chương trình này á là chị với anh có tiếp tục hay không, nhưng mà em nghĩ là chị nên có một cái cơ hội mở lòng ra để tìm hiểu như thế nào. Còn về sau thì lúc đó tùy ở chị thôi, miễn là chị cảm thấy vui với lại hạnh phúc. Đó chị xúc động sắm khóc mà thấy không? Thấy chưa? Thấy con người người ta vậy em dễ thương không? Rồi cảm ơn em gái, em muốn nói gì với em gái không? Chị sẽ chọn theo cái cảm xúc của mình. Thì cũng cảm ơn những nhận xét của em. Thì sau cái buổi này thì cũng bắt đầu sẽ tìm hiểu, hy vọng mình sẽ có một cái gì đó nó xa hơn nữa, chứ không phải là chỉ như thế này. Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Thì Nguyệt đã rất là xúc động, em có cảm nghĩ gì không? Trong cuộc sống nó còn nhiều thứ khác nữa.
cũng không nên dễ xúc động quá. Thì đó, hồi nãy em gái mới nói đó là khuyết điểm đó. Nhưng mà đối với chị lại thấy như vậy là ưu điểm chứ không có gì là khuyết điểm hết trơn. Tại vì phụ nữ mà nếu mà có được một chút yếu đuối, một chút cảm xúc, bây giờ cuộc sống nó vội vã lắm, con người ta bị đơ cảm xúc hết rồi. Nếu mà người mình vẫn còn luôn đầy cảm xúc như vậy, đó là một cái điều chị thấy rất là đặc biệt và đáng quý. Em nghĩ cái đó cũng là một cái tốt. Thấy chị mạnh mẽ vậy đó, chứ cần ai mà chỉ cần đụng chọt vô một chút xíu trúng một cái gì đó, cái cảm xúc của mình thôi là nó dâng tràn liền. Mà chị thấy cái đó là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm. Rồi, thôi đừng khóc nữa, bây giờ hát một bài hát đi nè, hát một câu cho nó vui lên chương trình nè. Em thì em không có thuộc nhiều, em chỉ thuộc được một đoạn thôi chị. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những yêu thương như qua mau. Không nói nên lời luôn. Còn em có gì tặng ta không? Em cũng không biết tặng gì. Hát, đọc chuyện, đọc thơ. Ghét văn chương thi phú lắm chị. Thế em thích cái gì? Em chỉ thích mấy cái thứ mà khoa học kỹ thuật. Khô lắm chị. Trời ơi, chán ông ghê. Thôi ông bóc cho tôi một câu hỏi đi nè. Ông nói ông thực hiện được, tôi quýnh ông chết. Đọc lớn lên cho tôi nghe. Gì? Ấy tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay, sau đó mỗi bạn nói một câu mật ngọt tặng cho nhau. Qua đây đi, chị điều khiển cho. Dạ. Hai bạn đứng lên, đứng tựa lưng vào nhau. Rồi mỗi người sẽ nói lên cảm xúc của mình trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 30 giây bắt đầu. Hai bạn quay lại nhìn nhau đi, và ai nói trước, mỗi người sẽ tự nói một câu. Em nghĩ anh là một người đàn ông chững chàng, có suy nghĩ trưởng thành, có thể là chỗ dựa mà em cảm thấy an toàn. Thì anh cũng tùy người ta nói mà. Cái hôm nay là cái mình đến đây cũng là cái duyên, cái duyên dành cho anh với em. Mình cũng cố gắng anh dành những cái thời gian mà ngoài công việc để cho em, để mình có thể hiểu nhau, mình có thể đi nghĩ đến những cái gì đó xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn hai bạn. Về chỗ đi ạ. Là một kỹ sư xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn, khi lấy vợ như thế nào? Số tiết kiệm hiện tại bao nhiêu? Là một kỹ sư xây dựng thì bạn đã xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình đó, trong tương lai là như thế nào? Một ngôi nhà tương lai của em muốn có một cái sân ở giữa. Thứ nhất là nó tách biệt cái không gian với bên ngoài, nó tạo ra cái sự yên tĩnh bên trong. Thứ hai là nó gần gũi thiên nhiên. Em rất thích cái kiểu vườn của Nhật Bản á. Ở bên trong nó tĩnh lặng, mọi người có thể bước vô đó và cảm thấy nó bình yên trong cái ngôi nhà của mình. Đúng là kỹ sư xây dựng. Một câu hỏi cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông quất thẳng cái nghĩa đen luôn. Một ngôi nhà rất đẹp và lý tưởng. Thích ngôi nhà như vậy không? Dạ có, em rồi. Rất thích là thiên nhiên á chị. Để vậy là có thể trồng rau em. Để thực hiện ý tưởng đó thì mình phải có kinh tế. Câu hỏi thứ hai. Số tiết kiệm hiện tại là bao nhiêu ạ? Cái này thì em chỉ imply thôi. Tức là ấy thôi. Là nó cũng 200 triệu. Rồi là mình xây được cái sân chưa? Cái ngôi nhà của mình xây được tới đâu rồi? Hiện giờ nếu mà cỡ đó thì chắc cũng phải cố gắng thêm 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa là thực hiện được cái ngôi nhà mà mình mới thiết kế phải không? Dạ, còn phải nhiều thứ nữa chị, còn đất nữa. Cái đó là tiền xây thôi chị. Trời đất ơi. Cái đó mới tiền xây. Vậy bây giờ bao nhiêu năm nữa thì mình mới có được một cái gọi là an cư để lạc nghiệp? Theo kế hoạch em đang cố gắng khoảng đến năm gần 40 thì em sẽ có một cái ngôi nhà riêng của mình. 40? Tại sao là 40? Dạ tại vì nó còn có những cái như trượt giá hoặc là cái tiền mất giá rồi này nọ. Trời ơi, ông tỉ quá, ông lo xa quá. Rồi bây giờ nhà có mấy anh chị em nè? Dạ ba. Ba anh chị em, giờ ba mẹ đang ở với ai? Dạ chung luôn ba. Chung ba anh chị em ở chung hết luôn. Dạ. Chưa ai lập gia đình hết hả? Dạ chưa. Ủa là em là thứ mấy trong nhà? Em thứ hai. Em giữa. Rồi giờ là ai nuôi bố mẹ? Thì ba mẹ vẫn cố gắng đi làm. Ồ, kinh tế ba mẹ vẫn tự ổn định, dạ. Tự lo được cho mình luôn. Dạ. Rồi mai mốt lấy vợ ra riêng, ba mẹ có chia tài sản gì không? Dạ thôi, em thì quan điểm của em là cái của ba mẹ thì của ba mẹ, để ba mẹ hưởng. Còn mình, ba mẹ đã đầu tư cho mình đến mức này thì mình phải tự lo cho mình. Ăn học quá trời nhiều năm rồi đúng không? Thôi, thật ra là 40 là một người đàn ông trung niên. Bạn này là bạn hơi gọi là nói nó hơi chắc cú thôi. Chứ thật ra là cũng đang trong cái tiến trình đang dần ổn định. Mình nói trước nhiều quá mình bữa không qua. Thà mình nói vậy cho nó chắc chắn. Coi như là cái mốc xa nhất cuối cùng là 40 là phải có đầy đủ đó đúng không? Dạ. Rồi cố gắng nha, chị chúc em cỡ 35 em có rồi. Bây giờ thì mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm trên tường, đồng ý thì chúng ta bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2
3. Hai bên trái tim đã cùng phát sáng, chứng tỏ là chúng ta đã dành cho nhau cái cơ hội ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng lên một phía. Hôm nay rất là vui vì hai bạn đã đồng ý là hẹn hò với nhau. Giống như bạn trai nói, mình chậm mà chắc. Hy vọng các bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu thật kỹ lưỡng để khi chúng ta đưa ra một cái quyết định thì chúng ta sẽ đi được với nhau một chặng đường dài trong cuộc đời. Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn. Cảm ơn rất là nhiều nha. Trước tiên là chị Tường xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lê Chính Thắng. Đến xem phim để có một không gian riêng tư để dành cho nhau. Đây là món quà của chương trình tặng cho em gái để làm đẹp hơn trong những buổi hẹn hò nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Thì hôm nay được đến đây mình cũng rất là vui và nói chung là được gặp gỡ một bạn nữ, mình cũng đó cũng là một cái duyên và nó là mình cảm thấy rất là vui. Trước mắt thì mình tìm hiểu trước, chắc cũng không đặt nặng áp lực, thì mình cảm thấy mình có thể lo được cho vợ con thì mình sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Một cuộc tình trước của em trải qua thì em rút kinh nghiệm là em cảm thấy là mình trưởng thành hơn, cái suy nghĩ hơn và em yêu bản thân mình hơn. Tại trước đây em yêu nhiều nên là em lo lắng nhiều cho các người bạn nam á, xong em quên mất là chăm sóc cái bản thân của mình và em thiếu đi cái tự tin. Qua đó thì em cảm thấy là mình tự tin hơn, mình yêu bản thân của mình hơn và mình biết là mình thích cái gì hơn trong cuộc sống để mà mình phấn đấu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cùng bà Mai cũng rất là vui khi đã kết nối được cho cặp đôi này. Họ rất là dễ thương, họ có những suy nghĩ rất là chín chắn, rất là chững chạc. Và không biết thì đoạn đường phía trước của họ sẽ như thế nào. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của cặp đôi này quý vị nhé. Và bây giờ thì Tường phải xin nói lời chào tạm biệt.